Xin chào anh em. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái cây chúng ta nuôi đến một cái thời điểm nào để chúng ta gắt là vừa. Để nhiều khi mình nuôi nó hơi lố, nó lớn quá hoặc nó nhỏ quá thì nó cũng không hay. Đây là một cây linh sam song hình đã được chặt đế cấp 2 anh em thấy không? Những gồng rễ cấp 2 nó ra nè. Đó. Cây cành phong rồi đầy đủ ha. Đây. Đây là cái hướng mặt tiền. Mình chia sẻ cái video này với mục đích là để anh em ví dụ một cây của mình nuôi đến thời điểm cắt mà mình không cắt, mình cứ để nuôi nữa thì nó lớn quá so với cái tỷ lệ thì chúng ta rất là khó để xử lý. Ví dụ một cây mà chúng ta có lỡ chúng ta cắt hơi sớm, cái cành nó còn hơi bé thì chúng ta có thể nuôi tiếp tục để cho nó lớn lên được, thấy không? Còn trường hợp mà cái cây nó lớn quá thì chúng ta làm cách nào để nó nhỏ lại được? Anh em chú ý, thì nó nhỏ thì có thể nuôi lớn thêm. Ví dụ mình cắt cắt sớm còn đỡ hơn cắt trễ. Cắt trễ thì cây cái cốt này nè nó lớn quá thì nó không căng nữa, thì chúng ta chỉ còn cách là cắt đi và nuôi lại thôi. Chứ nó lớn hơn mất tỷ lệ thì chúng ta rất là khó để lấy lại tỷ lệ cho nó. Vì vậy mà có thể chúng ta cắt sớm một tí để mà chúng ta, nếu mà nó phù hợp thì đẹp, mà nếu nó có hơi nhỏ hơn thì mình có thể đem nuôi thêm thời gian nữa. Mình ví dụ như cây này, ở đây nó có một cái mắt lá, mình sẽ lấy ở đây làm chi số 3, không? Thì cái cây này của mình sẽ cắt tại đây các bạn, để mình lấy thêm cái ngọn trên này. Và những cành này thì mình thấy nó chưa có đủ lớn nên mình cứ nuôi thêm 1-2-3 tháng nữa, không? Nhưng mà cái cành dưới cùng này là phải lớn nhất nè. Đó, tới cành phong. Ở cành này anh em thì chú ý thì cái độ lớn nó dần từ dưới gốc lên trên ngọn, càng gần dưới gốc thì lớn nhất, bắt đầu nhỏ dần lên trên. Như cây này thì mình sẽ cắt ngay đây anh em, nào để mình lấy một cái điểm ở đây và lấy cái ngọn lên. Nào bây giờ mình sẽ cắt ha. Đó, một số cây thế này thì anh em chú ý cắt thật là ngọt, không đừng có cắt dập thì mình nuôi cây tỷ lệ mà từng cái vết cắt của mình đó, mà cây mini nữa thì nó cần tỷ lệ chính xác nó cao. Vô mình cắt đây nó bị tét vàng cái rồi nó tuột luôn cái chỗ mầm đúng luôn đó, nên là anh em cắt thì chúng ta cắt làm sao cho nó chính xác rồi nó ngay ngắn, nó không có bị dập da, rồi chúng ta gọt lại. Đúng không? Nhưng cắt đây. Anh em nhớ vịn cái cành này cắt bên trên nè, để nó lung lên nó tét. Có thể mình cắt cao một tí rồi mình lấy dao gọt lại, thắp lại. Đó. Cây này để mình kiểm tra xem mà cái thành phẩm nó đạt cỡ bao nhiêu. Thành phẩm chắc nó có thể hơn 10 cm. Đó các bạn. Khi mình đã cắt như vậy xong thì anh em mình lấy hai cái mầm. Không, mình lấy hai cái mầm đây, mình lấy cái mầm bên này là lấy cái đỉnh lên, không để tiếp tục chứ bạn nuôi tiếp tục thì cái này nó lớn nữa, không thì trong quá trình mình nuôi ở trên là đỉnh và cái cành bên này thì nó sẽ lớn nữa, thì nó mình dự trù thì nó đến thời điểm thành phẩm thì nó sẽ phù hợp. Còn cái phần này thì các bạn nhớ là mình gọt mặt cắt rồi chúng ta thoa keo
Không, chúng ta làm kỹ như vậy đó, thì những cái đỉnh này nó mới mọc mầm được. Chúng ta làm ẩu thì nó không có mọc mầm được, nó bị dập hoặc nó bị xước da thì nó không có mọc mầm tốt được. Không, chúng ta phải cắt rời gọt rồi bôi keo lên. Thì chúng ta có bạc thì chúng ta dán cái đầu lên để cho nó có cái độ mát để nó có thể tạo nên cái mầm. Nếu không thì nó bị nắng nó khô, nó không có ra mầm được. Còn mấy cái cành kia thì chưa đạt mình chưa cắt, từ từ nó đạt thì mình cắt luôn từ dần dần hết nè. Thì cái cây nuôi cây mini nó như vậy đó, nó đơn giản nhưng mà chúng ta phải kiểm tra. À, tại vì cây mini có chút nó chi tiết cao hơn, là nó nhỏ chúng ta cần cái độ tỷ lệ nó cao hơn. Rồi mình cảm ơn anh em đã theo dõi video ha, hẹn gặp lại anh em.